khi khảo sát dị tật tim thì ta phóng to màn hình lên, cái sao cho nó rõ là được ha. Thì đây là cái ta đi từ cái mặt cắt, cái này là mặt cắt bùng cao đây, đây là cái dạ dày này ha, đây là cái động mạch chủ bùng đang đập vào tĩnh mạch chủ dưới đây ha, và ta kéo lên, kéo lên thì đây là mặt cắt bốn buồng. Thì cái điểm then chốt đây còn này ha, là không bị gián đoạn giữa vách liên thất và vách liên nhĩ. Đây là lỗ bầu dục này, mở qua bên trái là bình thường, đây là mỏm tim hướng lệch về bên trái ha, đây là vách liên thất bình thường không thể hở. Các bạn thấy đây là van ba lá này, đây là van hai lá này. Van ba lá thì nó đóng hơi thấp về phía mỏm một chút, van ba lá hai lá đây, và đây là động mạch chủ ngực ha, phía bên trái cột sống này ha, và nằm phía sát nhĩ trái. Thì ta kéo lên một xíu nữa thì ta sẽ thấy được cái đây là buồng tổng thất phải, đây là động mạch phổi này, đây là động mạch phổi phải này, và động mạch phổi trái đi bên này, và ôm cái động mạch chủ này, động mạch phổi phải nó ôm cái động mạch chủ. Đây là bình thường nhé. Rồi đây ta cắt khéo léo một xíu thì ta thấy cái mặt cắt buồng tổng thất trái đây, đây thất trái đây các bạn, thì đây nó liên tục lên, nó không bị gián đoạn ha. Và ta bắt kéo xuống một cái thì ta thấy động mạch phổi đây, đây là động mạch phổi, và đây bên đây động mạch chủ, hai động mạch này nó bắt chéo vào nhau ha, bắt chéo nhau như vậy nó mới đúng vị trí. Nó mà song song với nhau thì chuyển vị đạo động mạch. Đây là động mạch chủ này, buồng tổng thất trái đây, đây đây động mạch chủ này bắt chéo với động mạch phổi này ha, và động mạch phổi nó to hơn động mạch chủ một chút xíu. Như vậy cái tim thai này bình thường, không có chuyện vì đại động mạch, không có thông liên thất, không có thông liên nhĩ. Rồi các bốn buồng tim, đây là nhĩ, nhĩ phải đây nhĩ trái cân đối ha, và thất phải và thất trái đều bình thường ha, không có thiểu sản thất trái, không có thiểu sản thất phải. Đây mình nhắc lại, đây là cái buồng tổng thất phải, đây là động mạch phổi nó to hơn động mạch chủ sự, và đây động mạch chủ. Đó, động mạch chủ nó liên tục nên nó vẫn liên thật này ha. Đó, liên tục với cái, và nó hơi lên chỗ này, nó hơi cong cong một chút thế này, đây nó mới đúng. Đây động mạch chủ đi ra ha, hai động mạch này bắt chéo đúng vị trí. Như vậy mình loại trừ được cái chuyện vì đại động mạch. Rồi cái thứ hai là cái tự chứng pha lô cũng hay gặp, thì nó thông liên thất phần màng, hẹp phổi, hẹp động mạch phổi. Thì khi mình cắt cái động mạch phổi như vậy nó chút xíu quá và hẹp phổi và phi đại thất phải, thì sau cái cháu bé sinh ra mình mới coi được cái thịt phi đại. Thì đây là loại trừ cái mà thường á, mình để một cái dấu điểm á, mà tự chứng pha lô thì cái mỏm tím á, bình thường thì nó nằm lệch 45 độ lệch bên trái so với đường giữa. Thì trong tự chứng pha lô thì nó sẽ lệch quá mức. Đây là đường giữa, đây cột sống các bạn này, ngay mũi tên cột sống thì mình kéo một cái đường gai và slide qua. Thì còn đây là cái mỏm tim và vách liên thất đây. Thì cái góc này á, cái góc tạo bởi đường giữa và cái vách liên thất và vách liên nhĩ thì khoảng 45 cộng trừ 20 độ, thì góc này như vậy là bình thường. Còn đối với cái dị tật mà tự chứng pha lô thì cái mỏm tím là lệch quá mức qua bên này, thì cái góc này nó sẽ lớn hơn nhiều. Còn đối với cái đây đây là một dấu chứng để mình để ý, mình khảo sát kỹ hơn. Còn nếu với chuyện vì đại động mạch á, thì cái mỏm tím á, nó lệch qua bên phải và nó làm cho cái góc góc 45 độ nó nhỏ hơn góc 45 độ. Như vậy các cái dị tật thường gặp này, hẹp động mạch phổi, hẹp động mạch phổi thì mình hoặc tự chứng pha lô mình không không thấy ha, động mạch phổi đây, động mạch mình phóng to màn hình xíu. Rồi mình cắt cao lên xíu nữa,
đây chính là động mạch thân động mạch phổi này. Thì tới đây, đây là cái ván động mạch phổi nằm đây này, đây là động mạch phổi phải là ôm động mạch chủ đây, đây động mạch phổi trái này, đây động mạch chủ này, thì mình sẽ thấy được cái động mạch phổi này này, nên mình đo khẩu kính là khoảng 5,5, trong lúc cái động mạch chủ mình đo này nó nhỏ hơn chút, đó khoảng 4,3, động mạch phổi bao giờ nó cũng lớn hơn một chút. Rồi mình có hẹp động mạch chủ không? Bây giờ mình cắt lên một xíu nữa, mặt cắt 3 mạch máu khí quản, mình cắt cao lên một tí nữa. Đây các bạn thấy, đây là mặt cắt 3 mạch máu khí quản, đây là động mạch phổi nằm bên ngoài, rồi tới động mạch chủ và tĩnh mạch chủ trên. Đây hình chữ V, đây động mạch phổi nằm ngoài, tới động mạch chủ này và tĩnh mạch chủ trên nằm đây, đây là cái khí quản. Thì cái hình chữ V này, cái đỉnh chữ V này thì nó phải nằm bên trái của cột sống đây, thì đây là bình thường. Và mình thấy cái động mạch phổi bao giờ nó lớn hơn một chút xíu so với động mạch chủ và nhỏ cuối cùng là tĩnh mạch chủ trên. Thì đây là không có cái thiểu sản thất trái hoặc hẹp động mạch chủ. Nếu hẹp động mạch chủ hoặc thiểu sản thất trái thì cái động mạch chủ này cái động mạch chủ này nó rất là nhỏ này, nhỏ xíu, là còn động mạch phổi nó to đây. Hoặc nếu mà hẹp van hay hẹp eo động mạch phổi thì cái động mạch phổi này nó nhỏ chút xíu lại. Thế nên đối với trường hợp này là bình thường. Như vậy cái tim em bé này là bình thường. Một cái mình nhận định nữa là theo siêu tốt á thì mỏm tim lệch bên trái này, bên trái so với đường giữa, mỏm tim bên trái, mặt cắt bụng cao dài dài bên trái và động mạch chủ bên trái. Đây là động mạch chủ bên trái cột sống, trên đây động mạch chủ bên trái cột sống. Ba cái cấu trúc động mạch chủ, mỏm tim và cái dạ dày nó đều nằm bên trái thì đó là bình thường. Còn một trong ba cái đó mà nằm lệch qua, nằm ngược nhau thì chắc chắn là có bất thường. Rồi ngoài ra cái khi mà ở mặt cắt bụng cao thì ta thấy cái dạ dày nằm đây, thì cái động mạch chủ và cái tĩnh mạch chủ dưới thì nó phải nằm so le qua với cột sống đây. Động mạch chủ và tĩnh mạch chủ dưới phải nằm so le qua cột sống thì đó mới là bình thường. Còn lại trên cái tim của em bé này mình khảo sát rất kỹ thì tim thai này hoàn toàn bình thường. Rồi cá này nước ối rất là tốt nha các bạn. Mình khảo sát các cái dị tật đi kèm thì hoàn toàn không có gì bất thường, như tay chân ha, đây hai chân này ha, đây hai bàn chân này ha, rồi tay này ha, đây một tay này ha, này mình khảo sát hết rồi, đây một tay nữa là hai này, bàn tay các ngón tay này, đây ngón cái này, các ngón tay này, rồi gan thai nhi bình thường, dạ dày bình thường, bồng đại bình thường. Mặt mũi này mình khảo sát kỹ rồi, cái này bình thường, nước ối rất là tốt, không có gì bất thường. 6 cái bệnh tim mà thường gặp, dị tật tim bẩm sinh thường gặp nhất là một là canh nhĩ thất, nãy là mình không thấy canh nhĩ thất ha. Thứ hai là thông liên thất, phần màng cũng như phần cơ mình không thấy, thì thường là mình phổ thêm cái độc lơ để mình kiểm tra thêm ha. Thứ ba là hẹp eo động mạch phổi hoặc hẹp eo động mạch chủ. Thứ kế tiếp là tự chứng pha lô và cuối cùng là thiểu sản thất trái hoặc thất phải. Ngoài ra còn có một cái dạng nữa là bệnh Epstein, là van ba lá đồng thấp ha. Thì cháu này không có chuyện vì đại động mạch, cái này cũng không có ha.